được Tô Lâm giao làm hồ sơ đen, Đinh Văn Nơi sẽ nắm thóp hàng loạt quan to. Như vậy là không nằm ngoài những thông tin rò rỉ, vào ngày 12 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chính thức được điều về Bộ Công an, nắm chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03. Được biết A03 là cơ quan có nhiệm vụ chính là bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể giúp Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật của nhà nước, tổng hợp các ý kiến công an các đơn vị, địa phương đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sơ kết một năm và tổng kết 5 năm một lần công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi toàn quốc. Trên danh nghĩa là bảo vệ an ninh nội bộ, nhưng dưới thời Tô Lâm, cơ quan này biến thành nơi thu thập hồ sơ đen của các quan chức từ trung ương cho đến địa phương. Đây được xem là kho dữ liệu khổng lồ, giúp Tô Lâm tung cước đánh gục nhiều nhân vật quan trọng, trong đó có Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều người khác nữa. Đến Quảng Ninh với nhiệm vụ hỗ trợ Bộ Công an điều tra vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, với bản tính cứng rắn không ngại va chạm, Đinh Văn Nơi đã làm được nhiều việc khi đến đây. Trong đó có thể kể ra thành tích tóm được cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, và trước khi về bộ, ông Nơi đã tặng cho Tô Lâm bộ hồ sơ đen về Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh ủy. Đến nay, Đinh Văn Nơi được xem là một thuộc hạ thiện chiến nhất mà Tô Lâm đang có được trong tay. Để đánh mạnh vào thành trì của những thế lực khủng, tâm ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cần người dám lựa ai quen biết lớn để bắt trước. Như lời ông Nơi vẫn thường tuyên bố, bởi không ít thuộc hạ của Tô Lâm phải chùn tay trước những thế lực lớn, nhưng ông Nơi thì không ngại ngùng gì điều đó cả. Ông sẽ làm ngay. Danh tiếng của Tô Lâm quá hèn ố khi làm bộ trưởng và là vụ mobile phone mua AVG, nào là vụ ăn thịt bò rát vàng rồi bắt cóc ở nước Đức. Trong khi đó, Đinh Văn Nơi lại rất được lòng dân. Đây được xem là tấm bình phong để Tô Lâm có thể che mắt bớt những vết nhơ mà ông đã và đang thực hiện. Trong một đất nước mà quan nào cũng ăn dày thì đấy là nguồn cấp đạn vô tận cho Tô Lâm thực hiện mưu đồ chính trị của mình. Tuy nhiên, với những nhân vật tầm cỡ, họ có thể ngán Tô Lâm không ngán thuộc hạ của Tô Lâm. Người có chức càng cao thì càng khó thu thập dữ liệu đen. Với việc Đinh Văn Nơi với A03 hứa hẹn Tô Lâm sẽ có những nguồn dữ liệu quý giúp ông duy trì thế độc tôn trên chính trường Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay, phe Hưng Yên vẫn còn khá mỏng so với phe Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Trong khi đó, nguồn nhân lực cấp Hưng Yên thì lại có hạn, không thể ngày 1, ngày 2 lấp đầy sự thiếu hụt. Cho nên, đây là cơ hội tốt cho ông Nơi tiến thần. Được Tô Lâm xem là lính thiện chiến, thì ông Nơi có cơ hội lớn, đặc biệt là trong vai trò mới, ông có thể giúp Tô Lâm nắm thóp thêm một số nhân vật cấp cao, thì đấy là điểm cộng rất lớn. Với hàm thiếu tướng, từng kinh qua nhiều vị trí giám đốc công an tỉnh và là người rất được việc, Đinh Văn Nơi có cơ hội lớn để trở thành ủy viên Trung ương Đảng, và khi đó có thể được bố trí những vị trí còn cao hơn. Theo nguồn tin riêng của Thời báo .d, Tô Lâm đang dự tính đưa vận Đinh Văn Nơi và Vũ Hồng Văn vào Trung ương Đảng ở nhiệm kỳ sau. Có lẽ ông Văn sẽ sát cánh cùng Tô Lâm trong ban bí thư, còn ông Nơi thì lại tiếp tục được Tô Lâm tung đi các địa phương hoặc cơ quan trung ương để đánh vào những thế lực khác. Nếu làm tốt, tiền đồ của ông Nơi sẽ sáng lạn. Tuy nhiên cũng cần cẩn thận, nếu nhiệt tình quá mà không phòng bị thì ông có thể trở thành Nguyễn Bá Thanh thứ hai. Bởi làm tốt nhiệm vụ Tô Lâm giao, Đinh Văn Nơi sẽ gánh không ít mối thù. Đấy là cái giá phải đánh đổi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin được Tô Lâm giao làm hồ sơ đen, Đinh Văn Nơi sẽ nắm thóp hàng loạt quan to như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Hạ Nguyễn Xuân Ký, liệu Tô Lâm có đấm trượt Phạm Minh Chính một lần nữa hay không? Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã bị cách hết các chức vụ về mặt đảng, xem như ông Ký đã dính đòn rất nặng. Đây là bước đầu tiên để dọn đường cho Tô Lâm hốt ông Ký về Bộ Công an mà khai thác. Nguyễn Xuân Ký từng là chánh văn phòng tỉnh ủy thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư.
Đáng nói là ông Ký giữ chức vụ này ngay thời điểm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC trúng thầu bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Vụ án IC tại Quảng Ninh đã bị truy tố nhưng lại vắng mặt nhân vật chính là bà Nhàn. Chính vì vắng mặt bà Nhàn mà các vụ án liên quan đến IC trên toàn quốc nên cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tô Lâm hiện nay liên tục đánh trượt ông Chính. Không phải đợi đến khi nắm chức Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm mới nhắm vào Phạm Minh Chính, mà khi còn là thuộc hạ của ông Trọng, Tô Lâm đã tường kế, tiệu kế để ông Trọng truy dấu vết sai phạm của ông Chính. Nhưng cả hai điều này đều phải bó tay trước ông Thủ tướng, có lẽ qua hơn 2 năm mà không thể tìm ra dấu vết sai phạm nào của Thủ tướng, nên Tô Lâm mới không chọn ông Chính mà chuyển hướng đánh vào Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Trong khi chỉ cần một tháng là đã hạ được Võ Văn Thưởng, thêm một tháng nữa là hạ được Vương Đình Huệ và với khoảng thời gian tương tự để hạ bà Trương Thị Mai. Nhưng với ông Phạm Minh Chính thì đã qua hơn 2 năm mà chẳng hề tiến triển được gì. Ông Tô Lâm cũng đã làm mọi cách, kể cả việc tung quân sang tận Dubai để bắt Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng IEC, nhưng cuối cùng chẳng khai thác được gì hơn. Giờ đây Tô Lâm lại cho đánh mạnh vào Nguyễn Xuân Ký với hy vọng tìm được manh mối khả dĩ để có thể hạ được Phạm Minh Chính. Tìm kiếm sai phạm của ông Chính, ông Tô Lâm là người mù mờ, cua quạng hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không đúng mục tiêu. Phạm Minh Chính thì cứ kiên trì bám trụ trước dung bão chính trường, khả năng cao ông Chính còn có thể trụ thêm một thời gian dài nữa. Điểm khác biệt giữa ông Chính với những nạn nhân khác của Tô Lâm chính là cách ăn vụng. Ông Thủ tướng biết chùi mép, còn các nhân vật kia thì không. Có thể khi đã lên đến cấp cao rồi thì họ mới biết cách chùi mép, nhưng như vậy đã là quá muộn. Bởi đã ăn vụng thì phải chùi mép ngay từ đầu, đừng để lại dấu vết gì cả. Chưa có ai làm được điều này ngoại trừ ông Phạm Minh Chính. Sức mạnh của ông Tô Lâm trên chính trường không khác gì ngoài những cú đấm và rất hiểm. Với bất kỳ đối thủ nào, Tô Lâm cũng chỉ cần tung một đòn là hạ gục. Nhưng với ông Phạm Minh Chính thì Tô Lâm tung đòn cứ như đấm vào hư không vậy. Với một người lì đòn như thế, vững vàng như thế thì Tô Lâm không thể coi thường. Người như thế sẽ trỗi dậy mạnh mẽ một khi bão táp qua đi. Và liệu rằng Tô Lâm có thể tạo được sóng gió chính trường một cách liên tục để ông Chính phải liên tục chống đỡ hay không? Chuyện thịnh suy trong sự nghiệp chính trị của mỗi người không phải là thứ mà Tô Lâm có thể điều khiển được. Hiện nay sự nghiệp chính trị của Tô Lâm đang thịnh, nhưng biết đâu chỉ ít lâu nữa ông lại suy thì sao đây? Lúc đó nếu vẫn chưa hạ được Phạm Minh Chính thì ông Chính sẽ trỗi dậy rất nhanh. Xem ra với việc tấn công vào Nguyễn Xuân Ký thì khả năng Tô Lâm lại đánh trượt thêm một lần nữa là rất cao. Bởi với người giỏi chùi mép ngay từ đầu thì rất khó để Tô Lâm tìm kiếm được gì đúng cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Với Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ là đối thủ lớn nhất đời ông. Rất khó cho Tô Lâm để có thể hạ một đối thủ như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Hạ Nguyễn Xuân Ký, liệu Tô Lâm có đấm trượt Phạm Minh Chính một lần nữa hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.